Bao nhiêu xí không? Thôi còn tổng không? Được rồi, không hỏi nó bự đó. Từ đây cam thì cái gì? Những chuyện đây. Chị có sinh nhật không cho bạn đồ đẹp. Cười, lấy tay ra cười. Đó, cười. Dạ. Dạ đó. 500 gỗ thịt gà. Ủa rồi vô chụp ảnh gia đình đi. Chị Na làm cực khổ mà vẫn có chụp ảnh gia đình nữa. Lâu ơi là lâu. Lâu quá trời. Đang quay clip luôn á, muốn tạo kiểu gì tạo. Vậy cắt màn hình ra. Mấy Út vui vẻ không? Cười lên, cười lên. Ủa sao? Lấy giùm cái khăn đi nè. Trời ơi, Út đẹp dữ vậy ta. Đó, rồi đó. Này của Vàng nè. Ô, Vàng khóc riết cho hồi. Rồi đó, gỡ dài đi vô lòng Vàng nè. Rồi, gỡ dài rồi. Ông bà nội ngoại hai bên của người hết tổ mẹ sanh mẹ độ quan thế âm bồ tát ông táo bà táo phù hộ cho cháu rồi một tuổi khỏe mạnh mau lớn ăn no ông bà phù hộ giùm rồi con lại nha con lại rồi cái rồi đấy nha con đây đây là cố cưng nè con lại ông táo bà táo con lại ông táo bà táo phù hộ cho con mau lớn ăn nhiều bú cho nhiều khỏe mạnh nha con giỏi đứng lên giỏi quá đứng lên
con. Đứng lên, đứng lên. Mẹ mẹ chụp hình kìa. Đây 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 đây. Đây. Khỏe mạnh ông táo và táo phù hộ cho cháu. Không, má má đẩy xuống đi cho nó hỏi. Ơi xuống lấy tiền. Anh xuống lấy một tờ tiền. Bỏ tờ tiền vô. Rồi coi coi con bóc cái gì, con bóc cái gì? Con bóc cái gì? Ông táo và táo. Mau lên bỏ tờ tiền vô. Bỏ vô coi coi. Coi cái nào? Nè cái nào con? Cái nào của con? Cái nào? Ấy rồi đấy già. Ôi trời ơi. Ôi rồi rồi tao gì rồi tao tiền mới mốt tao làm có nhiều tiền á tao nuôi mẹ tao hết con không ờ cái khăn đâu chùi mũi em mới coi đưa đi con đưa nó 500 nó mới lấy chứ đưa 2000 dục mà thôi rồi chị ba tao đó bữa đưa 2000 vậy nè quăng liền chị ba đâu đâu hai bên cũng nè Tống Nguyễn gì? Hai cô mang cái gì đây? Tống Nguyễn Phương Anh cho khỏe mạnh, bú no ăn nhiều mau lớn. Dạ ông táo và táo phù hộ cho mạnh ăn sạch. Giờ đàn đàn đi đăng qua quả đầy đủ xuống tiếng ông bà cho ăn hai bên. Mẹ xanh mẹ độ phù hộ dùng cho cháu. Ông táo và táo phù hộ khỏe mạnh ăn no. Màu lớn lại ông táo bà táo một cái nữa con lại mô phật con trình diện ông táo bà táo mô phật ông táo bà táo phù hộ cho con màu lớn thấy không màu lớn rồi rồi bóc cái gì đó bóc đi cây diếp nữa đỏ bóc gì đó cây diếp nữa thằng Hà nè con thứ gì cũng khó hết đó con bóc cái gì bóc cái gì con này dính tay đau rồi con bóc cái gì xây qua bóc cái gì đây đủ đây, thứ con gửi tiền cho ba đứa giỏi quá mà bà cố thì nghèo lắm nhưng mà bà cố cầu mong cho con khỏe mạnh ăn nhiều màu lớn đây quên có quên chứ đâu có quên được đây bé lớn cũng vậy chị đỏ lì xì cho con nào lấy cái vé màu lớn khỏe mạnh nha nha bà ba chết nha nha không có bệnh nữa nha rồi út đâu rồi út đâu út ơi nữa ta học hành là ngon lành đó nha ôi cái dế tha làm tao quên cái xanh của con trình nữa là mười hai đêm không không cho con bóc con ăn kia con bên kia lấy cái nào cái này dưới giá gà đậu thét đi ăn qua quả chè xôi gà trái cây điểm dưng lên cho ông táo là táo phù hộ cho cháu có mấy nhà nhé mai gì Quỳnh Anh cho khỏe mạnh cháu bú no ăn nhiều mau lớn dạ mua phát cho mua lại cố lại nha con lại nha con lại ông táo bà táo giỏi nè con nam mô với đà phật phù hộ cho con hết bệnh mau lớn mô phật phù hộ cho con khỏe mạnh lúc nào cũng vậy hết á con ông táo bà táo phù hộ giùm cho con mau lớn á ngày nay ngày sinh á trình diện cho ông á hết con lì xì vốn nè bà cố cũng lì xì cho con nè út cầm luôn đi con cầm luôn nhiều dữ hả chứ sao lấy cái mấy cái này ra đặng cho út bóc gì nó bóc bỏ qua bên đi đó út bóc gì đi con bóc đi con bà cho cố cái này rồi con bóc cái mâm này nè đó con bóc cái gì giống mấy vàng á tiền nữa mà nhiều tiền cái mẹ nữa mà mấy chị gì kìa con gom tiền hết không thể làm gì á làm chứ hả con rồi con bóc gì nữa bóc đi bỏ xuống bóc gì bóc tiền cũng bóc tiền không hả con vậy bà nội bỏ 500 bà nội hậu 2000 coi ta bóc không không bỏ thử coi không có 2000 hả bỏ tờ 10 ngàn nè hai ngàn tờ cũ nè
đâu tờ cũ bỏ vô đâu, bỏ vô rồi bóc cái nào con, bóc cái nào. Ở cái này tôi dùng sóc tay con, bóc cái nào con, bóc cái nào. Làm mua ta làm neo rồi, thôi cũng có làm neo cực lắm, không đó, có thèm. Mua ý ta mua rồi đó. Ừ. Nữa nữa ai làm lại gì có tiền bóc cái gì con, bóc đi con. Cuốn tập. Ta bóc cuốn tập rồi. Cô giáo rồi, giống mẹ. Gì à con nó bò lại luôn đi cậy nó. Ờ nín đi con. Ờ giỏi quá. Út nè. Được. Được. Cây viết nãy nó bắt cây coi cầm nè. Ừ, nãy nó bắt gì quên rồi, nó bóc tiền, nó bóc tiền xong bỏ xuống vô tập đó. Ừ, vàng á, vàng á cũng bóc tiền, tiền cây viết, cây viết đó. Thì sao con bóc cái gì hả, con bóc cái gì? Ta đi học á, ta giỏi á. Ừ, coi cái gì mà nó ấy. Ngồi xuống đi con, ngồi xuống, ngồi xuống. À, rồi, dẹp đi, dẹp mấy cái gì cứng cứng để mà. Giỏi quá. Đó là cái mà mẹ vô khóc chứ. Đi chân không. Trời nữa đi chân không. Vàng ở trên, ở trên, ở sạch, ở dưới, ở dưới. Giờ nè. Để dành cái đó chụp. Có qua ngày gì đó là đứng nè. Cái ngày dán lên đó là ngày mấy. Trời đâu nay người ta làm hiện đại, người ta đâu có ngày đâu. Mua theo mùa dịch phải không? Lúc nào không có dịch thì có tổ chức phải không? Lấy tay đây. Giỡn giỡn. Ủa qua đây đứng rồi. Từ đại diện ra gái đó từ gái. Đó. Đó ơi. Quẹt quẹt luôn á. Sinh nhật chẳng như thường ngày. Ê, đó là xì nè. Nè, có cho không kìa. Nè, của bà Út nè. Đó là tốt nè. Út Yến á hả? Ờ. Cảm ơn bà Cố. Cảm ơn bà Tư. Ủa bà Tư. Chốc về mượn sao vậy? Giống nhau hả? Khác nhau vậy? Chị Neo quay xong kìa. Ừ. Rồi, tôi dạo. Quả vậy Út, giống. Trời ơi. Yến sao thường dạy trời. Chàng ăn gì dở? Tôi ăn thịt gà. Nước mắt cứng quá ăn không nổi chứ bơm mà mềm mềm mình ăn hết rồi. Nó dữ không? Nó phổi. Nó dữ không? Nó phổi luôn rồi chứ. Nhớ nha. Nhớ nha, hơi ẩm mùi số. Lên clip chưa nghe đoạn đầu, nghe đoạn sau cái tự nhiên coi nó dữ không. Âu âu. Con ghét mặc đồ mới lắm. Thấy không? Mặc đồ đẹp con không có hết. Rồi, mùng 1 quốc đồng mới. Không, đừng khai đằng lại, để từ từ xét vụ nữa nè, xét vụ khai nha. 11:55 bạn cái 12:05 khởi ra. Giáo thừa bạn được rồi. Vàng. Vàng ơi. Ai đi. Em nói ơi. Dạ thấy rồi. Thì đây trong rửa xà bông tay đó. Rửa xà bông hả? Út này rửa xà bông nha.